Người khôn ngoan đừng tự hủy hoại mình bằng 9 chữ này. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc đời là cõi tạm, nhưng cái cõi tạm ấy lại chứa đầy những đau khổ, những bất trắc khiến con người luôn phải chịu đày đọa. Tuy nhiên, đôi khi nỗi khổ mà ta phải chịu đựng lại do chính bản thân ta tự tạo ra. Vì vậy, nếu là người khôn ngoan, tuyệt đối tránh 9 điều dưới đây. Thứ nhất, tội. Người xưa đã đúc kết về nỗi đau khổ lớn nhất ở đời. Nhất là tội, nhì là nợ. Ở đời, mắc phải tội lỗi là hành động ngu ngốc nhất của con người. Có thể, hành động tội lỗi ấy sẽ đem đến cho ta tiền trăm bạc tỷ. Nó có thể đem đến cuộc sống xa hoa nhung lụa. Tuy nhiên, sau khi ban phát cho ta một chút phù du ấy, tội lỗi sẽ cướp đi của con người tự do. Hành động tội lỗi có thể khiến ta phải chịu tù đày khổ ải. Pháp luật chẳng dung thứ cho bất cứ ai, bất cứ hành động tội lỗi nào đều phải trả giá bằng tự do. Thực ra, có những tội lỗi mà pháp luật không thể trừng trị. Những kẻ bất hiếu với bậc sinh thành, không chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu, những hành động phản trắc có thể không bị pháp luật trừng phạt. Tuy nhiên, những ánh mắt của người đời, những dằn vặt của lương tâm sẽ vò xé tâm can, khiến ta không lúc nào được thảnh thơi thoải mái. Thứ tội lỗi mà tòa án lương tâm trừng phạt mới khủng khiếp biết nhường nào. Vì thế, sống trên đời tuyệt đối tránh xa chữ tội. Nếu không muốn cả đời bị giam hãm trong ngục tù của lương tri và chịu đựng ánh mắt miệt thị của những người xung quanh. Thứ hai, nợ. Nợ chỉ đứng sau tội. Thực ra, khi vay nợ, ta đã mang cả uy tín và danh dự của mình để thế chấp. Mà con người sẽ chẳng còn là gì khi thiếu đi hai thứ đó. Mang nợ thì không lúc nào được thanh thản thoải mái. Món nợ ấy cứ đeo đẳng, đè nén, khiến tâm không lúc nào được tĩnh. Khi nợ, ta phải vất vả lăn lộn quanh năm suốt tháng để trả gốc, trả lại mà món nợ vẫn không hề suy giảm. Không ít người dành cả cuộc đời vất vả mà vẫn không thoát khỏi nợ nần. Khi món nợ quá lớn, vượt quá khả năng trang trải mới thực sự là bi kịch. Dù bán nhà cửa, ruộng vườn đều mất hết mà nợ vẫn hoàn nợ. Lúc đó, danh dự, lòng tin và sự tôn trọng của mọi người đều mất hết. Ta chỉ tồn tại chứ không còn sống nữa. Vì vậy, người khôn ngoan sẽ không tiêu quá khả năng của mình. Đừng để đến khi từ giã cõi đời, vẫn không thể nhắm mắt được vì còn món nợ chưa trả xong. Thứ ba, tin tưởng. Ở đời, lòng tin rất quan trọng. Ta cần được người khác tin tưởng và cũng cần tin tưởng người khác. Tuy nhiên có một thực tế rất đau lòng là chỉ những người ta tin tưởng mới có cơ hội phản bội mình. Trên đời này chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau bị chính người mình tin tưởng phản bội. Vết thương từ sự phản bội ấy sẽ giết chết ta theo đúng nghĩa đen của nó. Sự phản bội ấy có thể khiến ta thiệt hại về tiền bạc. Tuy nhiên, cái mất mát lớn nhất chính là sự tổn thương trong tâm hồn. Chẳng còn gì có thể chữa lành vết thương khi lòng tin bị tổn thương. Vì vậy, đừng bao giờ tin tưởng một ai một cách tuyệt đối nếu không muốn chịu đau đớn vì bị phản bội. Thứ 4. Tình. Có một điều rất thú vị là thần tình yêu thường mang theo một bộ cung tên. Mũi tên ấy có thể đem đến ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng thông thường, khi bị tên bắn, người ta phải chịu đau đớn. Dù yêu và được yêu đều sẽ dẫn tới đau đớn, cô đơn và bất an. Còn gì đau đớn hơn yêu mà không được đáp lại? Cũng chẳng còn gì khổ sở hơn bị người yêu mình phản bội. Tình yêu sẽ là mật ngọt khi mặn nồng, nhưng nó cũng chính là thuốc độc khi tình yêu đã hết. Lúc yêu thì lo sợ mất nhau nên sinh ra thói ghen tuông ích kỷ. Lúc hết yêu thì chỉ còn hận thù vì bị phụ bạc phản bội. Nói cách khác, cứ dính vào chữ tình thì cả đời chẳng lúc nào được thanh thản bình yên. Bởi vậy, người thông minh không bao giờ dính vào những mối quan hệ tình cảm mờ ám. Sự thủy chung chính là cốt lõi để ta không bị chữ tình đầy đọa. Đừng vì chút say nắng thương tình để rồi phải ôm khối hận cả đời. Thứ năm, cả nể. Điều ngu ngốc nhất mà con người làm là cả nể. Nể nang sẽ chẳng đem đến cho ta điều gì ngoài rắc rối và thiệt thòi. Cả nể mà cố gắng làm theo ý của người khác, ta sẽ phải chịu vất vả mệt mỏi. Cả nể mà cố gắng làm cho người khác vừa lòng,
khiến tâm ta không lúc nào được thoải mái. Những người cả nể thường chịu khổ, chịu thiệt cả đời, bởi không có ít người lợi dụng sự cả nể ấy để kiếm trác lợi ích cho bản thân mình. Bởi vậy, đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Mỗi người phải có quan điểm và nguyên tắc của mình, đừng vì nể nang mà vứt bỏ những nguyên tắc của mình. Bởi như vậy, chẳng khác gì tự mình chuốc lấy mệt mỏi, khổ sở và cay cực mà thôi. Thứ 6. Sĩ diện. Con người ai cũng cần thể diện, xây dựng hình ảnh của bản thân thật đẹp, hoàn hảo trong mắt người khác là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, việc cố gắng hoàn thiện, chứng tỏ khả năng của bản thân khiến con người mắc một loại bệnh vô cùng nguy hiểm, đó là bệnh sĩ diện. Những kẻ mắc bệnh này thường coi thường bản chất bên trong mà coi trọng hình thức. Cho dù không có thực lực, nhưng vẫn phải cố gắng chất lên người mình thứ ánh sáng hào nhoáng của bằng cấp hay sự giàu sang. Không ít người cho rằng sự tiêu xài hoang phí xuất hiện ở những nơi sang chảnh là biểu hiện của sự thành công giàu có sang trọng. Vì thế, đôi khi kẻ sĩ diện sẵn sàng vay mượn tiền bạc, lừa lọc người khác để thể hiện bản thân. Họ không tự biến mình thành trò lố bịch với những trò lố lăng của mình. Kẻ sĩ diện cuối cùng sẽ phải đối mặt với thực tế là sự coi thường khinh rẻ của những người xung quanh, bởi chẳng ai có thể coi trọng kẻ thùng rỗng kêu to cả. Do vậy, người thông minh không nên sống thật với bản thân, đừng cố tô vẽ hình ảnh khác cho mình, bởi sự thật mới là thứ tồn tại mãi mãi và luôn được mọi người tôn trọng. Thứ 7. Ngu. Ở đời có hàng trăm hàng ngàn cái ngu. Ai trong chúng ta cũng có những lúc ngu dù ở mức độ khác nhau. Những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ đôi khi dẫn ta đến những hậu quả khủng khiếp mà dùng cả đời không thể sửa chữa được. Tuy nhiên, người xưa tổng kết ở đời, người khôn ngoan nên tuyệt đối tránh xa 4 cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm trầu. Làm mai mối để người ta nên duyên vợ chồng là cái ngu nhất cần tránh, bởi sớm muộn ta cũng sẽ trở thành đối tượng để họ trách móng mỗi khi có mâu thuẫn. Thứ hai là việc đứng ra làm trung gian dàn xếp giữa hai người nợ nhau hoặc đi vay nợ cho người khác. Ngu hơn cả là việc lấy danh dự uy tín của mình ra để bảo lãnh cho người khác vay tiền. Cái ngu thứ ba là gác cu, bẫy chim cu. Để có được con chim cu mồi, người bẫy chim phải tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Cái ngu ở đây là tốn tiền bạc, thời gian và công sức vào việc vô bổ. Cái ngu thứ tư là cầm trầu, tức người đánh trống trầu để khen hoặc chê thì đoàn hát biểu diễn. Đánh cắc là chê, gõ tùng là khen. Nếu đánh khen nhiều thì làng mất nhiều tiền, đánh chê nhiều thì phường hát được ít tiền. Như vậy, dù đánh thế nào thì người cầm trầu cũng bị oán trách. Quả là việc làm dâu thiên hạ thì được lòng đất, mất lòng đỏ mà thôi. Tóm lại, ở đời, người khôn ngoan sẽ tránh 4 cái ngu là không làm mai mối cho kẻ khác, không lãnh nợ thay hoặc vay tiền cho người khác tiêu, không tốn thời gian vào những việc vô bổ hay đi làm dâu trăm họ để nhận những tiếng khen chê chỉ trích của người khác. Thứ 8. Khôn lỏi. Khôn lỏi là tính cách của những kẻ chỉ nhìn cái lợi trước mắt của bản thân mình. Họ sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, dù việc đó có thể ảnh hưởng đến người khác. Khôn lỏi thường có được cái lợi trước mắt, họ sẽ luôn giành được những điều mà họ cho là tốt nhất trong thời điểm đó. Tuy nhiên, cái mà người khôn lỏi mất thì họ lại không nhìn thấy. Người khôn lỏi sẽ mất niềm tin của mọi người. Chẳng ai có thể tin tưởng và tôn trọng kẻ chỉ biết vun vén cho bản thân cả. Và như thế, khi gặp khó khăn, thất thế, chẳng ai muốn ra tay giúp đỡ cả. Còn gì khủng khiếp hơn khi bị cả thế giới quay lưng. Thứ 9. Tham lam. Cái tham có thể che mờ tất cả. Người tham lam chỉ nhìn thấy lợi trước mắt là lao tới. Kẻ tham lam dễ bị sai khiến bằng tiền bạc. Chỉ cần có tiền thì họ có thể bất chấp danh dự, bất chấp nguy hiểm để đạt được. Tham lam sẽ biến con người ta trở nên mù quáng. Sự mù quáng có thể dẫn ta đến những cạm bẫy, nó có thể đẩy ta đến cảnh khốn mất tất cả tiền bạc, danh dự chỉ vì chữ tham. Thấy lợi là lao tới là kẻ ngu si nhất trên đời, bởi bả danh lợi luôn ẩn chứa những lưỡi câu chết người bên trong. Ở đời, muốn có tất cả sẽ mất tất cả. Vì vậy, ở đời đừng tham quá để rồi mất tất cả. Hãy sống thật thoải mái, nhận những gì mình xứng đáng được nhận.
Đừng để tiền bạc che mờ mắt mới là kẻ khôn ngoan thức thời. Quý vị thân mến, năm điều kẻ dại luôn thích khoe khoang, người khôn ngoan không hé răng nửa lời. Có những điều không nên chia sẻ ngay cả với những người thân thiết nhất trong cuộc sống. Thứ nhất, những ân oán trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện tiêu cực về cuộc sống cá nhân, về những người mà chúng ta không thích. Những gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ở lại. Bạn không cần phải chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Tốt nhất nên bỏ qua những cảm xúc này và thảo luận về chúng càng ít càng tốt. Một số người có thể thấy hứng thú từ câu chuyện của bạn vì tò mò, nhưng một số người có thể lấy đó làm chuyện phiếm với những người khác và đem nó ra lan truyền xa hơn. Tệ hơn nữa là biến câu chuyện trở thành tam sao thất bản. Đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai về những bí mật trong quá khứ của mình. Thứ hai, khoe khả năng của bạn. Không cần phải nói rằng bạn có khả năng, những người khác sẽ biết bạn đang làm gì, và những người không đủ năng lực sẽ chỉ trở thành trò cười. Nếu bạn phô trương điều đó, đừng cảm thấy như bạn giỏi một thứ gì đó, đồng nghĩa với việc bạn giỏi tất cả mọi thứ. Có một câu nói rất hay, mỗi người đều là đế vương trong thế giới của riêng mình. Có năng lực là điều tốt, nhưng thêm chữ khoe khoang dễ làm băng hoại đạo đức và tạo cho con người một hình ảnh phi thực tế. Một số điều, nếu bạn thể hiện quá nhiều và nói quá nhiều, bạn sẽ làm phiền người khác. Khác biệt là tốt, nó có thể là chìa khóa cho sự thăng tiến. Tuy vậy, khi khác biệt và năng lực của bạn chưa được kiểm chứng, thì bạn chớ nên khoe khoang điều đó với ai. Cuối cùng, là một con người trưởng thành, im lặng là cách tốt nhất để thể hiện khả năng của họ. Thứ ba, của cải vật chất. Hầu hết mọi người đều không thể ngăn được việc đăng ảnh khoe về chiếc xe mà họ mới sắm, chiếc điện thoại mới mua với giá độc quyền. Nhưng bạn có biết, khoe khoang về đồ đạc của mình có thể dễ bị người khác hiểu nhầm. Ngay cả khi bạn đang chia sẻ chúng mà không có ý định xấu gì, thì một người nào đó cũng có thể diễn giải và hiểu nó theo một cách khác, từ đó nảy ra lòng đố kỵ. Đừng khoe khoang về những gì bạn sở hữu. Sự khiêm tốn là một tính cách tuyệt vời mà chúng ta nên rèn luyện và thực hành nó ngay cả ở đời thực lẫn mạng xã hội. Thứ 4. Các vấn đề gia đình. Mỗi gia đình đều có những tranh chấp xung đột, những vấn đề riêng. Nhưng mỗi gia đình cũng có cách thức hoạt động của riêng mình. Cho dù đó là mối quan hệ yêu ghét hay thứ gì khác, đó là một vấn đề riêng tư. Vì vậy, bạn không cần thiết phải lôi kéo người khác tham gia vào nội bộ gia đình mình hoặc phơi bày nó cho mọi người biết. Thứ 5. Tiết lộ mục tiêu của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng, tiết lộ mục tiêu của bạn với người khác và công khai ước mơ khiến bạn ít có khả năng đạt được chúng hơn. Vào lúc bạn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi mọi người biết đến bạn đang làm gì, chính niềm tự hào đó ngăn cản bạn nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Sau đó là kỳ vọng của người khác, đánh giá của họ. Điều này chỉ có thể khiến bạn căng thẳng, mất cân bằng trong cuộc sống và gia tăng áp lực hơn mà thôi.